Toàn, đó chính là mốc 2 triệu rưỡi, 50 triệu và 125 triệu. Và bạn sẽ có tiền thưởng từ 1 triệu cho đến 1 tỷ đồng. Nghe quá hấp dẫn luôn. Nghe hấp dẫn đúng không ạ? Và càng hấp dẫn hơn khi Nguyên Vũ chứng kiến bạn sẽ thành công từng thử thách. Hy vọng hãy cố gắng lên. Cho Nguyên Vũ bắt tay bạn nhé. Dạ. Đứng trên bảo thì Nguyên Vũ cảm thấy mình khớp hơn. Một cô gái hết sức xinh đẹp. Giây phút đầu tiên khi Thi theo dõi cái game show này trên mạng thì Thi đã thật sự bị thuyết phục hoàn toàn. Cái tính căng thẳng, hồi hộp, hấp dẫn của game show Một Phút Để Chiến Thắng đủ để Thi cảm thấy rằng Thi có thể gạt bỏ một chút xíu cái sự mà sợ xấu hổ của mình đi chút xíu để lên TV tham gia trò chơi này. Từ hồi hộp, lo lắng và cuối cùng sẽ là những giây phút hết sức vui vẻ, bởi vì khám phá được bản thân mình có thể làm được những điều mà trước đây mình chưa bao giờ làm. Khó quá. Còn bây giờ sẽ là thử thách đầu tiên dành cho Bảo Thi. Xin mời. Đôi tay khéo léo, người chơi sẽ bắt đầu thử thách với một chồng ly, cùng 39 chiếc ly xanh và một chiếc ly đỏ ở dưới cùng. Thử thách đòi hỏi tốc độ nhanh và sự tập trung cao độ. Người chơi sẽ phải di chuyển nhận từng chiếc ly từ trên cao xuống đáy lần lượt bằng hai tay. Phải lặp lại động tác 30 lần cho đến khi chiếc ly đỏ trở về vị trí dưới cùng của chồng ly. Không hoàn thành trò chơi trong 60 giây, bạn sẽ thua cuộc. Bảo Thi ơi, bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Em sợ mồ hôi tay quá. Có cần Nguyên Vũ massage tay cho bạn không? Dạ, thôi được rồi. Bạn nên nhớ là trò chơi này thì chúng ta sẽ cần tốc độ rất là nhanh. Và đôi tay đôi khi cũng phải cần khỏe một chút xíu nữa. Hãy cố gắng lên nhé. Dạ. Còn Nguyên Vũ tin chắc là bạn sẽ làm được ở trò chơi này. Và quý vị khán giả cũng tin điều đó và sẽ cổ vũ cho bạn. Lớn hơn nữa đi ạ. I love you. Bảo Thi, bạn đã nghe khán giả gọi tên của bạn rồi. Dạ. Và Nguyên Vũ tin tưởng bạn sẽ vượt qua trò chơi này. Dạ. Bạn sẽ có một phút để chiến thắng nó. Hãy cố lên. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1. Có lẽ ở trò chơi này thì Nguyên Vũ nghĩ là Bảo Thi phải cần nhanh hơn nữa. Phải nhanh hơn nữa Bảo Thi ơi. Phải nhanh hơn nữa. Tốc độ của bạn ấy đang rất chậm thưa quý vị. Tuy nhiên chiếc ly đỏ cũng đã đi được nửa đoạn đường rồi. Và Nguyên Vũ cảm thấy là bạn cũng đang dần quen với tốc độ này. Hãy cố gắng lên. Khán giả ủng hộ cho Bảo Thi ạ. Cố lên, cố lên. Gần sắp lên đến nơi rồi bạn. Bảo Thi còn 20 giây. Cố lên Thi ơi. Nhanh lên nữa nào. Tốc độ đang chậm lại. Và chúng ta còn 10, 9, 7, 6, 5, 4 và chiến thắng. Hoàn thành cấp độ 1. Em biết là mình phải nhanh, nhưng mà nếu như mà mình mà cứ bị áp lực thời gian mà cứ cố nhanh quá thì em sợ ly sẽ rớt. Rớt. Mà rớt một lần thôi là tinh thần của em sẽ rớt theo luôn, nên là em cứ nghĩ rằng chậm mà chắc đi. Đúng. Và Nguyên Vũ thấy là bạn rất là bình tĩnh. Mặc dù thời gian trôi qua rất là nhanh mà bạn vẫn bình tĩnh và cuối cùng bạn đã thắng ở những giây phút cuối cùng. Dạ. Bạn thấy sao? Hạnh phúc lắm và tự tin hơn một chút xíu để tiếp tục đối mặt với thử thách ở cái trò chơi tiếp theo. Ngay sau đây sẽ là phần thưởng dành cho bạn. Bạn hãy nhìn lên màn hình nhé. Bạn có phần thưởng trị giá 1 triệu đồng. Yeah. 1 triệu đồng từ thương hiệu dược phẩm Sắc Ngọc Khang. Dạ. Yeah. Và bạn sẽ tiếp tục ở trò chơi thứ hai. Cố gắng lên nhé. Bạn còn 3 lượt chơi. Vâng. Ngay sau đây sẽ là thử thách dành cho Bảo Thi. Xin mời. Hãy
trong 60 giây, bạn sẽ thua cuộc. Thưa quý vị, với trò chơi thứ nhất thì Bảo Thy đã rất bình tĩnh và chiến thắng ở những giây phút cuối cùng. Còn trò chơi này thì sao? Cũng sẽ nhờ đôi tay khéo léo và sự nhắm thật chính xác của Bảo Thy. Bạn đã sẵn sàng chưa? Và quý vị khán giả cũng đã sẵn sàng cổ vũ cho bạn đúng không ạ? Bảo Thy ơi, cố gắng lên nhé. Bạn sẽ có một phút để chiến thắng trò chơi này. Hãy cố gắng lên. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1. Liên tiếp luôn bạn. Bạn cứ bỏ liên tiếp luôn Bảo Thy ơi. Đó đúng rồi, tốc độ nhanh lên. Bạn bỏ liên tiếp luôn. Thưa quý vị, đã có một đồng xu lọt vào ly. Và bây giờ sẽ là chiếc ly thứ hai dành cho Bảo Thy. Và Bảo Thy cũng đang rất bình tĩnh để bỏ từng đồng xu vào ly. Và chỉ cần 30 giây thôi thì Bảo Thy đã thắng được hai cái ly rồi. Và bây giờ sẽ là một chiếc ly cuối cùng dành cho bạn ấy. Bảo Thy đang rất bình tĩnh. Rất bình tĩnh. Mười, chín, tám, bảy. Cho chiến thắng. Nhưng bạn khoan mừng vội nhé, Nguyên Vũ phải kiểm tra xem là có thực sự đồng xu rớt vào ly hay không nữa. Một đồng. Một đồng xu. Và hai đồng xu. Và cuối cùng, đồng xu thứ ba. Xin chúc mừng bạn hoàn thành cấp độ hay. Bạn nghĩ sao? Thật sự thì tới vòng này mà em làm được như vậy là em cảm thấy rất là hãnh diện rồi. Bởi vì ở nhà thú thật với tất cả quý vị là mấy cái công việc mà liên quan đến tay chân thì Bảo Thy không có được khéo léo cho lắm. Có thể nói là hơi hậu đậu nữa, nên là ở nhà cứ bị mọi người chọc là Nobita thôi. Nhưng mà hôm nay tới đây là chắc hết ai dám chọc rồi ha. Có thể nói là bạn rất là khéo léo. Hiện tại thì bây giờ bạn sẽ có phần thưởng. Hãy nhìn lên bảng nhé. Dạ. Phần thưởng của bạn sẽ là 2.500.000 đồng. Chúc mừng bạn. Nguyên Vũ thực sự rất là bất ngờ khi mà bạn rất điềm tĩnh chiến thắng cả hai lượt chơi này. Bạn còn trong tay cả 3 lượt chơi. Dạ. Và đã có chiến thắng ở trò chơi thứ hai trị giá 2.500.000 đồng. Đó là mốc an toàn đầu tiên dành cho bạn. Còn bây giờ sẽ là trò chơi thứ ba, thử thách thứ ba dành cho bạn. Ok. Nguyên Vũ đứng cạnh một cô gái hết sức tự tin thì Nguyên Vũ cảm thấy mình cũng sẽ tự tin lây đó Bảo Thy ạ. Bây giờ sẽ là thử thách dành cho bạn. Thổi bóng. Một chiếc bánh pizza xúc xích cỡ lớn sẽ có kích thước khoảng 40cm. Với kích thước này, nó cũng có thể chứa được khoảng 76 quả bóng bàn. Ở thử thách này, người chơi sẽ chỉ dùng lực thổi của mình để di chuyển 73 quả bóng đỏ và chỉ giữ lại 3 quả bóng vàng trên khay. Thổi nhanh nào, không hoàn thành trò chơi trong 60 giây, bạn sẽ thua cuộc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ở hai trò chơi vừa rồi thì Bảo Thy đã mang đến cho chúng ta những giây phút thật bất ngờ. Và đặc biệt là ở những giây cuối cùng, Bảo Thy đã chiến thắng rất bình tĩnh. Còn bây giờ trò chơi tiếp theo, với trò chơi thổi bong bóng này thì Bảo Thy phải xem là mình sẽ có chiến lược như thế nào để thổi toàn bộ những cái bong bóng đỏ rơi ra ngoài và chừa lại 3 bong bóng vàng. Hãy cố gắng lên nhé. Bạn sẽ có 1 phút để chiến thắng trò chơi này. Cố gắng lên. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1.
vàng rồi. Thất bại cấp độ 3. Bạn còn 2 lượt chơi. Bạn đã có một chiến thuật sai lầm, là khi mình thổi mình phải né cái bong bóng vàng ra nhé. Thí dụ như là bong bóng vàng nằm đây thì bạn sẽ thổi khí, hơi thổi mình từ đây. Hồi nãy em cũng né rồi đó, mà chắc là hơi mạnh nên nó văng. Hơi mạnh cho nên bong bóng đỏ văng vào bong bóng vàng, khiến bong vàng rơi ra ngoài. Bong bóng vàng thấy vui quá đi theo luôn. Bây giờ thì bạn đã mất đi một lượt, nhưng không sao, bạn còn 2 lượt chơi. Hãy cố gắng lên nhé. Ok. Thưa quý vị, ở thử thách này thì Bảo Thi đã mất đi một lượt chơi, còn bây giờ sẽ là lượt chơi tiếp theo dành cho Bảo Thi. Bảo Thi thân mến, bạn có 1 phút để chiến thắng nó, hãy cố gắng lên. Trò chơi bắt đầu. 3 2 1 Bảo Thi đã có một chiến lược chắc chắn hơn ở những giây phút đầu tiên mà những chiếc bong bóng đỏ đã rơi ra ngoài rất nhiều. Cao lên, bạn ơi, đứng cao lên. Bạn ơi, giữ cao lên. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Cẩn thận. Thất bại cấp độ 3. Bạn còn 1 lượt chơi. Của bạn là như thế nào? Em thổi mấy cái máy ngoài trước, rồi nói chung là thổi ở phía ngoài trước, nhưng mà đôi khi chắc có lẽ là do bóng nó có chạm cái nhau, bóng nó đụng nhau rồi xong rồi có một cái hơi nhẹ thì nó lăn. Đúng rồi. Và nó lăn thì ở những cái bong bóng mà ở sát gần bong bóng màu vàng thì bạn phải có một cái tư thế cao người hơn. Thí dụ như là bạn thường thường ở đây thì cái hơi thường thường nó sẽ bị chạm vào đây, bạn cao người lên hơn nữa thì các bạn vẫn là hãy cố gắng lên nhé. Okay. Bạn phải cao được lên ở những chiếc bóng đỏ gần một bóng vàng hơn. Bạn đã mất đi 2 lượt chơi. Còn bây giờ sẽ là lượt chơi cuối cùng. Cuối cùng, cố gắng lên nhé. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ở trò chơi thổi bóng này thì Bảo Thi đã làm mất đi 2 lượt chơi, còn bây giờ sẽ là lượt chơi cuối cùng dành cho bạn ấy. Bảo Thi thân mến, 1 phút dành cho bạn, cố gắng lên nhé. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1. Thưa quý vị, ở lượt chơi thứ 3 này thì có thể nói là Nguyên Vũ đang rất hồi hộp, chờ đợi xem Bảo Thi sẽ thực hiện như thế nào. Cố lên bạn, hơi thở cứ rất từ từ. Bạn sẽ điều khiển được những quả bóng. Và bạn ấy chỉ còn chiếc bóng cuối cùng mà thôi. Và chiến thắng! Chiến thắng! Hoàn thành cấp độ 3. Ở lượt chơi thứ 3 này thì Nguyên Vũ đã thở phào nhẹ nhõm khi mà Bảo Thi đã đẩy được tất cả các bông đỏ rơi ra ngoài. Bao nhiêu giây ạ? Mới nãy thì bạn còn 20 giây lận. Wow. Rõ ràng ở cái trò chơi cuối cùng này bạn đã có chiến lược mới. Dạ. Bằng chiến lược của bạn là chiến lược này là do anh Vũ chỉ em, nó chỉ từ đầu rồi, nhưng mà có lẽ là mấy lần đầu là vì như quý vị cũng biết là cuộc thi của chúng ta rất là công bằng, các trò chơi thì đến nơi thì mình mới biết, chứ không phải được ở nhà mà có thể sắp xếp rồi tập thử được. Nên là có lẽ là Thi cũng như những bạn khác rất là may mắn và đã trải qua 2 cái vòng thất bại, thì bây giờ Thi đã tìm được cái cách tốt nhất có thể làm cho mình thành công. Và còn 20 giây cuối cùng thì bạn đã chiến thắng được trò chơi này. Còn bây giờ sẽ là phần thưởng dành cho bạn. Xin mời. Bạn có phần thưởng trị giá 5 triệu đồng.
5 triệu đồng từ thương hiệu dược phẩm Sắc Ngọc Khang đã nằm trong tay bạn. Dạ. Bạn có tiếp tục thử thách hay không? Dù là bây giờ thi hết lượt chơi rồi, nếu mà thi mà thất bại là coi như thua cuộc. Nhưng mà thi thì không có thích dừng lại. Bởi vì nếu mà dừng lại như vậy thì chắc là quý vị ở đây cũng hụt hẫng lắm. Nên là vì muốn gần mọi người thêm chút nữa thì thi sẽ cố gắng thử sức trong cái trò chơi tiếp theo. Nhưng mà quyết định là của bạn, nhưng mà hỏi khán giả thử đi. Thử hỏi khán giả là có cho bảo thi dừng lại không ạ? Dừng lại hay chơi tiếp ạ? Chơi tiếp ạ? Chơi tiếp, khán giả đã kêu chơi tiếp. Vậy thì bạn phải tiếp tục chơi tiếp đúng không ạ? Vâng. Bây giờ sẽ là thử thách dành cho bạn. Xin mời. Có hơn 8 tỷ móc áo được sử dụng trên toàn thế giới. Ở thử thách này, người chơi sẽ phải cố gắng và tập trung cao độ để tạo nên một mắt xích thăng bằng từ việc treo những chiếc móc áo nối tiếp nhau. Vị trí đặt những chiếc móc chính xác là vô cùng quan trọng. Một chiếc móc đặt sai vị trí thôi sẽ tạo nên một phản ứng dây chuyền đến các chiếc móc khác. Không hoàn thành trò chơi trong 60 giây, bạn sẽ thua cuộc. Với trò chơi này thì đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ, giữ thăng bằng. Nhưng mà mới nãy ở phía ngoài thì Bảo Thi đã tâm sự với Nguyên Vũ là ở nhà thì những cái gì mà tỉ mỉ hay là những cái gì về chân tay một cách rất là khéo léo thì Bảo Thi rất là dở. Hy vọng là với trò chơi này, một phút dành cho Bảo Thi sẽ được chiến thắng. Bạn hãy cố gắng lên nhé. Yeah. Một phút dành cho bạn bắt đầu. Trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1... Móc thứ ba. Có lẽ như sự điềm tĩnh đã làm cho Bảo Thi chiến thắng ở những chiếc móc đầu tiên này. Cố gắng lên. Bạn còn 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3. 1, 2, 3, chiến thắng! Hoàn thành cấp độ 4. Có thể nói là Bảo Thi đã nói với Nguyên Vũ là bạn không khéo léo lắm ở nhà. Tuy nhiên điều đó không đúng. Bởi vì Nguyên Vũ đã thấy rằng là bạn rất khéo léo đặt những chiếc móc giữ thăng bằng. Bạn thấy sao ạ? Đến giờ thì tim của em vẫn đập thình thịch. Và em lúc mà em treo móc á, thì em nghĩ trong đầu là bây giờ em sẽ không để ý tới thời gian nữa. Em chỉ cần làm sao mà bây giờ có lố qua 60 giây, lố qua 1 phút em vẫn làm đến khi nào mà em làm được 7 cái nó không rớt thì em cũng nghĩ là em đã thắng rồi. Cho dù lúc đó em thua thì em cũng nghĩ em đã thắng rồi. Đúng vậy, và chính sự điềm tĩnh cũng như là những cái suy nghĩ của bạn không để ý tới thời gian đã làm cho bạn chiến thắng ở trò chơi này. Và bây giờ sẽ là tiền thưởng dành cho bạn. Yeah. Bạn có 10 triệu đồng. Yeah. Rất là bất ngờ. Có thể nói là với 10 triệu đồng này thì bạn nghĩ như thế nào? Rớt. Không sao. Thành quả của em. Đúng rồi, 10 triệu đồng thì bạn nghĩ như thế nào? Thật sự thì đi tới cái vòng này rồi thì Thi cảm thấy là rất rất là vui và hãnh diện. Bởi vì như anh Vũ cũng biết là lúc nãy ở một cái thổi bóng thôi mà em đã mất tới 3 lượt chơi rồi. Và bây giờ thì bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, bởi vì bạn không còn lượt chơi nào cả. Quý vị khán giả nghĩ sao ạ? Lớn lên hả? Nghĩ sao ạ? Khán giả thì đang la rất lớn là chơi tiếp. Nhưng bạn vẫn có thể suy nghĩ kỹ và bạn vẫn có thể dừng lại bởi vì bạn đã không còn lượt chơi nào. Như quý vị cũng biết là hồi nãy ở cái trò thổi bóng thì Thi đã liên tục
đến cái lần thứ ba thì mới có thể làm được. Và với cái lần treo móc này thì thật sự Thi nghĩ là mình thử thách cái coi như là mình hên hay là xui. Và có lẽ là trò treo móc này đã mang lại may mắn cho Thi. Và Thi muốn giữ cái sự may mắn lại để lát nữa về đến nhà sẽ rủ bạn bè và gia đình mình đi ăn, đi uống cho thật là đã. Và mong rằng tất cả các bạn, quý vị khán giả ở đây thông cảm cho Thi được không ạ? Vâng, Nguyên Vũ tin chắc là khán giả sẽ rất thông cảm cho bạn. Bởi vì sao? Bởi vì đó là quyết định của bạn và bạn cũng không còn lượt chơi nào cả. Dạ. Và một lần nữa thì Nguyên Vũ rất cảm ơn khi bạn đến với chương trình. Có những giây phút thật là vui đối với đến Bảo Thi. Chương trình xin cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng ạ, trước khi Thi nói lời chào tạm biệt thì cho Thi chúc rằng các bạn khán giả sẽ, các bạn thí sinh sắp chơi sau Thi sẽ thắng gấp đôi, gấp ba, gấp bốn Thi luôn. Và chương trình của chúng ta sẽ sớm có một ngày tìm ra được chủ sở hữu của giải thưởng 1 tỷ đồng. Một lần nữa xin cảm ơn bạn và chúc bạn luôn luôn vui vẻ. Xin chào tạm biệt. Chúng ta vừa chia tay với ca sĩ Bảo Thi. Xin được cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin được cảm ơn sự tài trợ của công ty nệm Vạn Thành và thương hiệu dược phẩm Sắc Ngọc Khang. Xin chào và hẹn gặp lại.